Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật đây. Lại lên sóng giới thiệu với các bác hai sản phẩm máy lọc nước ion kiềm vừa mới về ở hiệu Chimion Hyper các bác nhé. Một trong những dòng sản phẩm máy lọc nước 5 tấm điện cực cho chúng ta ra 7 loại nước. Nếu bác nào quan tâm về dòng sản phẩm Chim Hyper này thì theo em đánh giá là rất là ok, mẫu mã thiết kế thì sang trọng, chất nước ra thì đạt theo đúng tiêu chuẩn nồng độ pH và hydrogen. Thì nếu bác nào quan tâm về những sản phẩm này thì em cũng không giới thiệu nhiều các bác nữa. Thì dòng sản phẩm này là tất cả những con Chim Hyper nhà em bán ra là thay lõi lọc mới 100% các bác nhá. Thay lõi lọc mới 100%. Một lõi lọc này đã bao gồm 2,5 triệu rồi các bác nhé. Đấy, kèm bộ tiền lọc của nhập khẩu Thái đấy. Nhập khẩu của Đài Loan. Đấy, vòi thì vòi Elox xịn. Vòi Elox xịn các bác nhé. Nên đâm ra các bác yên tâm dùng chất lượng sản phẩm bên em. Thì cũng để không làm mất thời gian của các bác nữa, nhà em shop nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Nghiên. Bác nào gần có thể qua xem hàng trực tiếp, bác nào xa thì có thể ship 5 đặt cọc 200-500. Em sẽ gửi tận nơi cho các bác để các bác sử dụng. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Sản phẩm Chim Hyper này nhà em đang bán với cái giá 13 triệu các bác nhé. Đấy. Giá 13 triệu. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em. Nguyên cái tiền lõi lọc này các bác đã trừ phải trừ mất 2,5 triệu rồi. Chất máy thì cực kỳ ok và đẹp. Các bác nhìn này, không có một vết tì vết xước sát gì. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm video. Bác nào xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút kênh đăng ký màu đỏ các bác nhé.